Dù cuộc sống khó khăn đến đâu cũng đừng cầu cạnh bốn loại người này. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Hãy Sống Khác. Quý vị thân mến, chẳng phải tự dưng mà ca dao chúng ta có câu nghèo giữa thị thành không người hỏi, giàu tại rừng sâu lắm kẻ tìm. Có tiền rồi dù là người thân hay không thân, người quen hay không quen đều có thể tìm đến nhờ cậy ngay cả khi bạn tránh ở vùng núi xa. Ngược lại, khi không có tiền thì dù là bạn bè thân thiết, người thân quyến đều tìm cách trốn tránh không để ý tới. Đây chính là hiện thực phũ phàng mà mọi người có muốn trốn tránh cũng không được. Chính vì lẽ đó, người ta mới cho rằng vay tiền là một phương pháp nhanh chóng để đánh giá một mối quan hệ. Lời này có vẻ thực dụng nhưng thể hiện đúng bản chất con người đang diễn ra ngay xung quanh chúng ta. Khi không có gì trong tay, chúng ta sẽ biết đâu là người mình không thể nhờ cậy, đồng thời cũng biết được ai mới là người luôn sẵn sàng giúp đỡ chân thành, hết khả năng có thể. Trong thời điểm thất bát hay khó khăn, điều đáng buồn nhất thường không phải là thiếu thốn vật chất, nghèo túng về tiền bạc, mà là sự khinh miệt và thờ ơ của người khác. Trong mắt người xung quanh, bạn bỗng nhiên trở thành một người không đáng tin cậy, cũng chẳng đem lại lợi ích gì lâu dài. Cho nên họ cũng không cần phải xây dựng mối quan hệ tốt với chúng ta nữa. Vì thế rất ít người có thể vô tư chấp nhận lời đề nghị vay tiền của bạn. Đặc biệt, có 4 nhóm người mà chúng ta nên tránh ngay từ đầu, không đụng chạm vấn đề tiền nong vay mượn, thì để tránh trở thành người vừa đáng thương vừa đáng xấu hổ trong mắt những người xung quanh. 1. Nhóm những người thân thích hay tỏ thái độ coi thường, vô tình hoặc cố ý. Khi còn nhỏ, chúng ta luôn cho rằng các mối quan hệ thân thích ruột rà máu mủ sẽ cực kỳ bền lâu. Đó sẽ là những người sẵn sàng có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, đến lúc trưởng thành hơn, gặp được nhiều người, nhiều trường hợp hơn, chúng ta mới nhận ra rằng trong hiện thực còn có quá nhiều người xem trọng danh lợi hơn cả tình thân. Khi có tiền mới có họ hàng thân thích, khi nghèo túng dù là anh chị em ruột thịt cũng trở nên xa lạ hơn rất nhiều. 2. Những nhóm bạn thường chỉ cùng chung sở thích với nhau. Trong lúc vui vẻ, cao hứng, rất nhiều người dễ dàng nói rằng anh em với nhau có gì khó khăn, chú cứ nói thẳng để mọi người giúp đỡ, không có gì phải ngại cả. Thế nhưng nếu bạn coi những lời này là nghiêm túc 100%, vậy thì bạn sẽ chỉ nhận lại sự thất vọng. Vào thời điểm đó, đối phương chẳng những không hề giúp đỡ, thậm chí chúng ta còn mất thêm cả một người bạn. Khi cùng chung sở thích vui đùa, họ hễ gọi là có mặt, nhưng đến lúc nhờ vả, hẹn chục cuộc đều không gặp được cả chục cuộc. Dù có vô tình gặp mặt thì cũng chỉ coi nhau như một mối quan hệ không thân chẳng quen. Kỳ thực, bạn bè chân thành sẽ luôn là người chủ động hỏi thăm hoàn cảnh của bạn. Nếu biết chúng ta đang gặp khó khăn, họ có thể tìm mọi cách hỗ trợ trong phạm vi khả năng của mình, dù ít dù nhiều. Cho dù không thường xuyên gặp nhau, cũng chẳng có thời gian tụ tập chơi đùa, nhưng có khi chưa cần chúng ta mở miệng, họ đã nắm bắt được tình hình và vươn đôi tay giúp đỡ. 3. Với cha mẹ đã già, đừng vay cũng đừng mượn. Những người vĩ đại nhất trên thế giới là cha mẹ, vì con cái họ có thể cống hiến tất cả, có thể lo ngược lo xuôi, có thể bỏ cả thể diện. Đương nhiên nếu bạn hỏi vay, cho dù có hay không thì cha mẹ chắc chắn cũng sẽ tìm mọi cách chứ không bao giờ chối từ. Thế nhưng chính vì cha mẹ đối tốt với chúng ta đến thế, bản thân mình lại càng không nên để họ phải lo lắng khi tuổi tác đã già. Khi tuổi cao sức yếu, tài sản tích cóp nửa đời cũng đã hao hết phần nhiều trong quá trình nuôi dạy con cái trưởng thành. Đến ngày hôm nay, có lẽ họ cũng chỉ còn một tài khoản tiết kiệm không nhiều để trang trải cuộc sống ấm no. Nếu hiện tại lại bắt cha mẹ tiếp tục gồng gánh nặng nề trên lưng, bạn sẽ trở thành một người đáng thương và cả đáng xấu hổ. Lớn đến như thế mà chưa lo được cho người thân một cuộc sống êm vui đầy đủ mà lại khiến họ nhọc lòng mệt mỏi thêm nữa. Đó là hành vi của người vô dụng. Vì thế, không đến bước đường cùng thì đừng cúi đầu trở về xin tiền mẹ cha già yếu. 4. Nhóm người giàu có nhưng chi li tính toán, động tới tiền là thay đổi thái độ. Có rất nhiều người dù điều kiện kinh tế tốt, tài chính dư giả, nhưng bản chất họ có phần tính toán chi li hay cân đo đong đếm. Nếu đơn giản là coi trọng vật chất, nói nặng nề hơn thì chính là keo kiệt.
Muốn vay tiền của những người này thì vô cùng khó khăn, dù quan hệ của hai bên có tốt đẹp thân thiết đến mấy. So với tình nghĩa lâu năm, tiền tài vật chất mới là thứ quan trọng nhất trong lòng họ. Một khi đã có tiền trong tay, nhóm người này rất ít khi chịu nhả ra ngoài. Có thể thấy rằng tiền bạc là vật ngoài thân, nhưng thông qua chúng ta lại có thể thu hoạch được rất nhiều đạo lý ở đời. Hãy tự nhận thức rằng có tiền thì thù hận sâu xa cũng có thể biến mất. Không có tiền thì bằng hữu cũng trở mặt thành thù được ngay. Người xưa có câu không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Nếu đã không thể dựa vào người khác, vậy hãy học cách tự lực dựa vào chính bản thân mình, đừng trông chờ sự giúp đỡ của bất cứ ai. Giàu có phải hạ giọng, nghèo khó phải nỗ lực hơn. Hãy cố gắng thật nhiều để chính mình trở thành người có điều kiện và năng lực để đi giúp đỡ kẻ khác. Chỉ có khi đó chúng ta mới đạt được sự kính trọng thật lòng từ những người xung quanh. Quý vị thân mến, tiền tới lúc cần dùng rồi mới thấy thiếu, người tới lúc nghèo rồi mới biết khó. Hãy cùng lắng nghe những điều sau đây và chiêm nghiệm quý vị nhé. 1. Tiền dù không phải vạn năng nhưng không có tiền một bước cũng khó đi. Có câu nói mà tôi cho rằng rất nhiều người rất tán đồng, đó là tiền bạc không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì vạn vạn không có khả năng. Quả thực đúng là như vậy. Tầm quan trọng của tiền, tôi nghĩ mọi người trưởng thành đều thấu hiểu sâu sắc. Nghĩ thử mà xem, những người vì không thể chi trả được tiền viện phí đắt đỏ mà phải từ bỏ việc chữa bệnh, những người chỉ có thể trơ mắt ra nhìn người thân đau khổ dày vò mà không thể làm gì được. Bạn sẽ phát hiện ra cái gọi là tình thân, hiếu thuận, quả thực rồi cũng có lúc bất lực tới vậy. Quan tâm chăm sóc có tỉ mỉ, có hết lòng tới đâu cũng không thể nào sánh được với việc tìm cho người nhà một bác sĩ tốt hay phương pháp chữa bệnh và những loại thuốc tốt nhất. Nghĩ tới những người vì tiền nhà xe mà áp lực tới không thở nổi, không thể không làm việc cả ngày lẫn đêm, mệt tới eo sót chân mềm, đầu bù tóc rối. Nghĩ tới những người dùng những đồng lương bèo bọt của mình để nuôi cả một gia đình, bị ông chủ mắng như con cháu nhưng vẫn phải mỉm cười dạ vâng. Bạn sẽ hiểu ra nghèo không chỉ là khổ, là khó khăn, là ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, mà nó còn là một cuộc sống không có tôn nghiêm, không có thể diện. Một người chỉ rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thu không đủ chi rồi mới ngộ ra được rằng tiền tới lúc cần dùng thì sao lại ít ỏi tới như vậy. Một người khi vấp ngã, nghèo đói nhưng lại không tìm được sự giúp đỡ từ ai thì mới nhận ra rằng con người ta khi nghèo làm gì cũng khó khăn. 2. Tiền bạc thường xuyên quyết định sự hưng thịnh trong sự nghiệp, thành bại trong hôn nhân. Trong xã hội này, thứ khó mượn nhất chính là tiền, đặc biệt là người nghèo mượn tiền thường là mất mặt rồi mà vẫn về tay không. Cũng giống như có người từng nói, sự suy sụp của người trưởng thành cũng bắt đầu từ việc mượn tiền mà ra. Người ta khi có vay tiền, thứ họ nhìn vào không phải là quan hệ thân thích mà là khả năng trả tiền của bạn. Xã hội chính là hiện thực như vậy, lòng người chính là lạnh lùng như vậy. Đừng trách thế gian bạc bẽo, hãy hỏi vì sao mình lại nghèo như vậy. Nhiều khi, tài phú có vai trò quyết định sự hưng thịnh trong sự nghiệp của một người. Người làm ăn lớn muốn mở rộng sự nghiệp, ngân hàng dám cho vay, người khác dám cho vay. Kết quả, làm ăn giống như quả cầu tuyết vậy. Càng lan càng dày, tiền càng tới càng nhiều. Còn những người làm ăn nhỏ, không có nguồn tư sản phong phú làm hậu thuẫn, ai dám đầu tư vào bạn. Sau cùng chỉ có thể cam chịu với quy mô nhỏ bé, sống qua ngày. Tương tự, tài phú cũng quyết định mức độ ổn định trong hôn nhân. Trong cái thời đại mưu cầu vật chất như ngày nay, người có thể thực sự có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, cùng nắm tay nhau tới đầu bạc răng long, có được bao nhiêu người. Có quá nhiều thực tế tát thẳng vào mặt chúng ta rằng, thời buổi này làm gì có một túp lều tranh, hai trái tim vàng. Vợ chồng nghèo thì cái gì cũng bạc. Vì nghèo, cảm thấy mình không xứng, vì nghèo, ngày nào cũng nghe vợ cằn nhằn, vì nghèo, vì áp lực mà nảy sinh mâu thuẫn, ngay từ những thứ nhỏ nhất. Không có tiền, đàn ông cao 1m8 cũng phải khom lưng, mất hết tự tin. Không có tiền, vừa tự ti lại vừa đa nghi, vợ chồng không tin tưởng lẫn nhau. Nghĩ tới những khó khăn vì không có tiền, bạn sẽ hiểu ra rằng tiền quả thực rất quan trọng.
Cũng giống như có người từng nói rằng, không có tiền, bạn lấy gì ra để duy trì tình thân, ổn định tình yêu, liên hệ tình bạn? Không lẽ chỉ dựa vào niềm tin và lời nói? 3. Nỗ lực kiếm tiền, tránh khó khăn, chăm chỉ tích lũy mới có tự tôn. Thực ra, tiền bạc không chỉ là sự đảm bảo cho ăn mặc ở, hơn hết nó là bức bình phong giúp bạn chống lại rủi ro, khó khăn, là sự tự tin và tôn nghiêm của chính bạn. Nhà văn nổi tiếng người Anh có viết, tiền có thể đem lại cho con người ta thứ quý giá nhất trên đời, đó là không phải cầu xin người khác. Vì vậy, trân trọng lúc còn trẻ, hãy nỗ lực kiếm tiền, tích lũy cho mình một tài khoản tiết kiệm nhất định. Có thể ở một phương diện nào đó, nó không thể đem lại cho bạn niềm vui và hạnh phúc tuyệt đối. Nhưng ít nhất, nó giúp bạn bớt khó khăn, bớt phải đi cầu xin người khác giúp đỡ và cũng là một sự đảm bảo cho tuổi già của bạn sau này. Mặc dù bộ dạng vất vả hàng ngày của bạn có thể trông rất tả tơi, khổ sở nhưng vẫn còn tốt chán so với sự thảm thương khi phải đi vay mượn tiền của người khác. Giống như một tác giả từng nói, nhớ tích lũy, như vậy thì dù một ngày nào đó không còn ai chống lưng cho bạn nữa, bạn cũng sẽ không sầu lo vì cơm áo gạo tiền hay ngồi đó hoài niệm về quá khứ huy hoàng. Mong bạn có tiền để kiếm và cũng không vì tiền mà ưu sầu, có thể ưỡn ngực với xã hội và gia đình, tràn đầy tự tin và tôn nghiêm.